quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Tên chỉ phải khéo nạt tê tả đấy. Khéo tít đó, sai. Em chào. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Qua cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được giới thiệu là bạn mà Caramel bây giờ sẽ đồng hành cùng với cháu Lực để đi giúp đỡ được những hoàn cảnh còn khó khăn ở trên vùng cao này cô bác nhá. Bây giờ thì bạn sẽ giới thiệu về cái bản thân của mình một chút cho tất cả cô bác anh chị trên cái kênh trên kênh Bạn Em cùng biết nhá. Xin chào tất cả quý cô bác anh chị và cháu tên là Hiệu. Bây giờ cháu sẽ đồng hành cùng bạn Lực trên kênh Bạn Em là đi hỗ trợ các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn ở trên này. Hai anh em thì trước kia cũng có đi làm với nhau từ rất là lâu cô bác, nhưng mà hai anh em không có làm riêng. Và đến thời điểm hiện tại thì cháu Lực cũng đã ra làm riêng. Và cháu Lực muốn gọi bạn cùng lên để cùng cháu Lực tiến hành cái công việc mà đi giúp đỡ được những hoàn cảnh ở trên vùng cao này cô bác. Có những lúc mà đi đêm thì thực ra phải nói thì phải cần một bạn để đi cùng mình, để mình không có sợ sệt lắm cô bác. Hay xe thì để đây đi. Hay xe để đây luôn được mà. Quay đầu xe luôn à?
Đầu video thì cháu Lực cũng đã chia sẻ rằng là từ cái đoạn đường mà lên đến nhà các em thì có những cái đoạn đường nào mà đi được, có những đoạn nào mà không đi được, thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng biết rằng là liệu thời gian này đã lấy được vật liệu vào chưa các bác nhá. Và cũng phải nói thì đáng lẽ ra là đến hôm nay nếu mà trời không có mưa thì cháu Lực đã gọi được vật liệu vào đến nơi rồi các bác. Nhưng mà do là cái thời tiết ấy thì không có ủng hộ với cháu Lực mấy, cho nên là cháu Lực cũng rất là mong các ông các bà, cô chú anh chị mạnh thường quân ở trên kênh sẽ thông cảm cho cháu Lực về cái khoản này. Cháu Lực cũng phải nói là khi mà cháu Lực nhận được đủ cái số tiền, khi mà cháu Lực nhận được cái số tiền của các ông bà, cô chú, anh chị mạnh thường quân để cho giao cho cháu Lực, để cháu Lực xúc tiến về cái vấn đề mà làm nhà của các em, thì bây giờ chậm chế một chút thì rất là mong các ông các bà, cô chú, anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực về cái khoản này các bác nhá. Đấy, gọi là bây giờ phải nói là đến hôm nay thì cháu Lực xin được gửi một lời xin lỗi tới tất cả các khán giả và tất cả các mạnh thường quân trên kênh bản em, một lời xin lỗi tận trong đáy lòng của cháu Lực hôm nay ra cô bác. Hôm nay thì một ngày thì nói là mưa từ sáng đến chiều đó cô bác, mưa từ hôm qua tới sáng nay, và tại trong lúc thì sáng nay lại mưa thì cháu Lực mới lên được nhà của ba ông cháu. Hiện tại thì bây giờ tạnh một chút rồi thì cháu Lực mới lên được nhà của ba ông cháu cô bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả các bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Như vừa rồi thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên là các cô bác cũng đã biết rằng là cái thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thể lấy được vật liệu vào. Hơn như hôm nọ cháu Lực cũng đã hứa rằng là gặt mọi cái xong hết thì trời còn đang nắng ấy, thì cháu Lực đã gọi vật liệu được vào cho các bác. Nhưng mà sau đó thì do là cái anh mà đi lấy vật liệu ấy đang bảo là mưa thôi, mưa quá không về đến đây được. Và đúng đến hôm qua thì đến tới hôm nay thì mưa ở trên cái chỗ mà cháu Lực ở đấy các bác cũng mưa liên miên, mưa dài ngày rất là nhiều. Thành ra là đường cái thì đi nó đi rất là khó các bác. Bây giờ thì một mình lên thì cũng đã lên khó rồi, nếu mà đèo thêm cái bao xi măng mà tới tận nhà của ba ông cháu thì nó cũng hơi khó một chút. Thì thành ra là cái tiến độ mà làm nhà của các của ba ông cháu thì hơi chậm một chút. Rất là mong các ông các bà sẽ thông cảm cho cháu Lực về cái khoản này các bác nhá. Cháu Lực cũng rất là mong rằng là trời sẽ nắng và ủng hộ cháu Lực một thời gian đến lúc mà cháu Lực lấy được vật liệu vào trong rồi thì nó cũng đến lúc đấy mưa thì nó cũng không có vấn đề gì ảnh hưởng cho là máy rồi các bác. Như hôm nọ thì cháu Lực cũng đã cùng em Sử là đang ăn nắng ấy các bác thì đã chuẩn bị cái chỗ mà để cắt với lại để sỏi rồi. Bây giờ thì lại trời lại mưa, thành ra là cháu Lực cũng không có dám lấy vật liệu vào nữa. Nếu mà cháu Lực gọi vật liệu vào đến điểm trường thì mưa mà dài ngày liên tục ấy thì sợ là những cái bao xi măng hỏng thì sẽ không có đủ chi phí để mà làm ấy cô bác. Cái thời tiết hôm nay ở trên vùng cao thì có vẻ là sẽ lạnh một chút thôi các bác ạ. Cháu Lực bây giờ còn đi còn phải mặc thêm hai cái áo khoác. Hôm nọ thì cháu Lực cùng với lại em Sử thì cũng đã làm xong cái chỗ mà để mà cắt vết sỏi của bác. Hay cắt vết sỏi thì mình phải đào cái đất nó cho nó thoải thoải một chút đấy. Thì mình để thì nó không có bị trôi. Còn xi măng mọi cái thì mình có thể là mình để cho khác được. Thùng bao vào. Thùng bao chốt được này. Nếu mình răng không em thùng bao này à? Mình răng bố. Hả? Ở đây mà hả? Đang thùng ra. Ở em làm cái điều chứ mà. Cái dây điện này thì nếu mà bị hở thì hả? Ờ. Cái dây điện này thì nếu mà bị hở ấy cô bác thì rất là nguy hiểm đấy cô bác này. Đấy, may mắn là dây điện không có bị hở chút nào. Hôm nay thì không biết là bao ông cháu thì liệu có ở nhà không cô bác. Bây giờ thì cũng đã đến chiều tối rồi. Hôm nay cái thức phim hôm nay thì cháu Lực muốn chia sẻ lên cho tất cả quý cô bác cùng biết là cái đoạn đường mà hiện tại thì chưa có thể lấy vật liệu đâu vào cô bác. Phải nói là rất là nhiều lần rồi cháu Lực đã hứa là lấy vật liệu vào rồi nhưng mà do là thời tiết chưa có ủng hộ thành ra là không có vào được. Cái nhà của ba ông cháu thì hiện tại thì cũng đã gặt xong hết rồi cô bác. Và cũng có cô bác ở trên kênh cũng có nói với cháu Lực rằng là năm nay thì đã gặt được bao nhiêu bao thóc ấy cô bác. Thì phải nói là năm nay của nhà các em thì gặt được gần 20 bao cô bác. Mọi năm thì chỉ có gặt được tầm mười mấy bao thôi. Mà hôm nay thì cái số lượng của nó thì lên tận hẳn 20 bao thì cũng rất là
rất là đáng mừng rồi các bác, khi mà được các bác Kim Hoàng hỗ trợ về cái phần phân bón ấy. Đấy, ông thì đang làm cái chỗ mà để mà phơi thóc ấy các bác. Ngay trời nắng lên thì để sẽ để phơi thóc. Thóc đi mở ra dê nè. Thóc đầy mấy. Ồ, xử đó lên. Ồ, xử đó vài thứ. Đấy, ông thì đang bổ cái cây ra để làm cái làm lại cái mới đây cô bác này. Hôm nọ thì cũng đã bị sạt rồi. Đấy, ông thì ở nhà rất là chịu khó đây cô bác này. Trong cái thời tiết mà phải nói xe lạnh một chút thì ông tự một mình tự làm. Không biết là hôm nay xử có làm cùng không. Xử ơi. Xử ơi. Sử thì không biết là đi đâu các bác, đi lấy cỏ hay là đi đâu ấy. Xem em sử một lúc xong thì về thì cháu Lực sẽ phụ ông để làm. Sử ơi, lấy cỏ đâu ấy? Lấy cỏ đâu ấy? Đang làm gì đấy? Đang làm gì ấy? Đang làm gì ấy? Hái rau lợn á? À? Sử thì đang đi xuống dưới để hái rau lợn này các bác này. Đi xem em Sử hái rau lợn như thế nào. Ở dưới kia thì bây giờ có vẻ là có một cái biển may các bác này. Ở phần xa xa phía bên kia thì lại mưa rồi các bác này. Thì anh em tranh thủ ở trên nhà của em Sử một lúc nữa thì cũng sẽ di chuyển là đi về sớm sớm một chút các bác. Đấy, cái đến cái mùa thu này thì cháu Đức sẽ không có ở lại được muộn nữa. Cái mùa hè mà cháu Đức lên đi các bác thì còn ở lại đến tận là 6-7 giờ thì trời mới tối được. Còn bây giờ thì hiện tại là 14 giờ rồi các bác, thì trời đã tối tối rồi, còn là xe lạnh nữa. Ồ, hai anh em lấy xa đi. Ồ, hai anh em đi xuống để lấy cho lợn này các bác này. Đi tít dưới kia để lấy cái lá rong về để cho lợn ăn. Đấy, ông thì đang ở nhà là làm lại cái chỗ mà cái chỗ mà để phơi thóc ấy. Lạnh không Hải? Ồ, Sử với Hải lấy rau lợn tận đây à? Đấy, cô bác này bây giờ thì lạnh lạnh xe lạnh một chút rồi. Hai anh em cùng nhau đi xuống đây để lấy rau lợn về. Đi xuống xem là hai em lấy rau lợn là sắp được chưa? Sắp được chưa? Sắp được rồi à? Ồ. Ôi, ở đây có gốc cây đa to nhỉ? Gốc cây đa thì rất là nhiều năm tuổi rồi cô bác, rất là to. Ây da. Ôi, cái chỗ này có vẻ là lún lún nhỉ? Vậy anh chào Sử chào Hải nhá. Rồi. Ôi con kia như kiểu con rắn đấy Sử. Con sâu đấy á? Không phải. Không phải à? À như nhìn như ôi giời. Nhìn như kiểu con rắn đấy nhỉ. Ôi anh Sử với Hải thì đi đâu làm gì? Đây ở nhà. Ôi cùng ông làm cái sạp kia à? Cắt sắp đủ chưa? Chưa đủ nhưng mà hết ở đây à? Áo này như hôm nọ là được bác Tiên gửi cho nhỉ? Vâng. Ấm không? Có ạ.
Đây, kèm theo áo, kèm theo một cái mũ nữa các bác, vì đi thì nó sẽ đội được cả cái đầu luôn, hình ra là rất là ấm. Bây giờ lấy chỗ này xong là cũng về chứ? Vâng. Thế Hải hôm nay là không đi học đấy nhỉ? Phải không? Cháu Hải xin lỗi cho bà, cô chú, anh chị ạ. Đây, em Hải đi học về cô bác thì xuống để phụ anh để lấy rau lợn luôn. Nhà của các em thì có hai con lợn đấy. Thế là nói là nếu mà nuôi lợn như này thì cũng phải là rất là vất vả thì mới nuôi được một con lợn mà lớn lên cô bác. Như nhà Sử thì nuôi một con lợn độ tầm là được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Chắc sắp được một năm rồi. Sắp được một năm rồi. Vâng. Sắp được một năm thì mới được 40 cân đấy cô bác. Chào Sử, chào quý ông bà cô chú anh chị. Thời tiết hôm nay thì có vẻ là khá là lạnh như nhỉ? Vâng. Đây, bà con thì có nhà thì còn chưa có gặt xong này các bác này, vẫn còn đang trải những cái bó rơm, những cái bó thóc ở ngoài các bác. Trải ra như này thì gọi là rất là đen các bác, khi mà gặp phải những cái cơn mưa mà nó kéo dài rất là nhiều ngày thế này. Cây này nhỏ nhỏ đấy nhỉ? Vâng. Cây này chắc là không phải cho phân đâu chứ? Không cho đâu. Cái này nó tự mọc ấy đúng không? Vâng. Hai anh em ở nhà thì rất là chăm chỉ các bác ạ. Làm bây giờ thì thóc của nhà các em thì cũng đã gặt xong rồi. Nhưng mà vừa mới gặt xong chắc là cũng là hơi là mệt đấy nhỉ? Vâng. Đây, gặt là mấy hôm rồi. Ui, lạnh phết nhỉ? Vâng. Thì khá là lạnh nha cô bác, trời gió thổi một chút. Bây giờ thì mấy anh em sẽ đi về nhà thôi cô bác. Có nhiều không để anh cầm hộ không? Hay đã. Ít tôi à? Có chắc hả? Thì chỗ ruộng này chắc là ruộng có cái nước nước nguồn này cô bác này. Nhìn trong nhìn nước nó rất là trong này. Ơi. Hải thì có vẻ là vừa bị trượt một chút rồi cô bác. Quần có vẻ sắp tuột hay sao Hải? Không phải đâu hả? Anh đây cầm anh đứng kiểu sắp tuột rồi. Mưa được 2 hôm mới Sử nhỏ. Vâng. May mà vừa mới gặt xong mưa luôn nhỉ. Vâng. Anh nhà Sử thì cũng là phải nói rất là may cô bác, khi mà vừa mới gặt xong thì đã hết mưa luôn rồi. Cây rong đỏ này cô bác này, rất là ngứa luôn cái loại cây này. Tí băm là phải có bao tay không? Hà Hải? Có à? Hôm nay thì có vẻ là khá là lạnh nha. Đội cái mũ này vào, áo này thì anh gửi cho ấy. Bà Loan à? Áo này thì bà Loan gửi cho. Còn áo của Sử đang mặc thì là bác Tiên gửi cho. Ai cũng đều ký quý hai anh em của bác cũng đều là gửi cho các em rất là nhiều đồ, nhiều cái bộ quần áo rất là ấm khi đến mùa đông này. Được không anh? Được à? Được thì anh với Sử là ra bên kia lấy nhá.
Bây giờ thì về đến nhà thì sẽ cùng phụ ông để làm một chút các bác. Chắc đây bà gì? Hả? Bước kiếm trước đấy đó. Mấy anh ta thầm bà gì mấy nè? Anh ta bài má. Ồ, bố to gì bà biệt chứ mà. Sử biệt đấy. Bây giờ chỗ này thì làm lại để phơi thóc nhờ? Vâng. Thả bà gì nè, bước giúp thả mấy. Thả bước giúp thả mấy nè. Thả luôn á. Mạ này. Đấy, bây giờ thì ông sẽ bổ ra xong là làm lại chỗ này các bác này. Đây thì không phải là bổ ra thành miếng đâu các bác. Bổ ra thành từng cái miếng nhỏ để cho nó đan vào nhau ấy. Những cái chỗ mà đuốc tre của bác thì ông sẽ bổ ra cách của đoạn tầm là 1 cm 1 cm 1. Đấy, và cứ tiếp thế là bổ hết cả cây luôn. Hai anh em là bây giờ là chuẩn bị làm giao lợn à? Hả? Cả Hải nữa. Mà anh bên nào? Hải đây bây giờ cũng chuẩn bị làm giao lợn không? Hả? Mày mới làm. Mày mới làm kìa? Ồ. Thế một tí nữa thì cùng ông làm ở dưới kia thôi nhỉ? Vâng. Thế ông thì bây giờ đang bổ để cho nó thành từng miếng nhỏ của bác. Xong là bửa ra để mà làm cái chỗ mà cái sạp để phơi thóc ấy. Như sử thì cũng biết là mưa hai hôm nay thì bây giờ lại khó khăn rồi nhỉ. Vâng. Bây giờ lại phải nắng thêm 2 hôm, 3 hôm nữa thì mới lấy được phải vật liệu vào. Vâng. Một mình lên còn khó nhỉ, nếu mà để lai thêm bao cắt thì nó lại còn khó hơn nhỉ. Vâng. Đấy, thế thì sử thì với ông thì cũng thông cảm cho anh về cái khoản này một chút nhá. Vâng. Đáng lẽ là hôm nay là mình vật liệu ra đến điểm trường rồi. Đấy, nhưng mà do là mưa. Vâng. Đấy, thời tiết không ủng hộ anh em mình. Đấy, nhưng mà cũng rất là may là khi đó là nhà của các em là cũng gặt xong rồi hết rồi đúng không? Vâng. Đấy, thu hoạch từ những cái hạt thóc về tới nhà rồi. Đấy, cả năm nay thì chỉ có làm được một vụ này đúng không? Vâng. Vụ năm nay thì tốt hơn chứ? Vâng. Năm nay thì được bác Kim Hoàng là gửi cái phần phân bón cho nhà. Vâng. Đấy, bây giờ thì nhà các em được vụ mùa này mà được mùa ấy thì em gửi một lời cảm ơn tới bác Kim Hoàng ấy nhé. Vâng. Quang cảm ơn bác Kim Hoàng đã gửi phân bón cho ba ông cháu. Năm nay thì được mùa nhiều hơn. Con cảm ơn bà Kim Hoàng đã gửi phân bón cho ba ông cháu. Ba ông cháu năm nay tốt hơn. Như sử thì cái khoản hôm nọ anh đưa cho để thì mua thức ăn thì đã hết rồi đúng không? Vâng. Khoản đấy thì hôm nọ thì anh có nhận được của bà An Phạm ấy. À, bà An Phạm đấy nhá. Vâng. Thế bà An Phạm thì hầu như là tháng nào cũng gửi cho các em. Đấy. Vâng. Thì bà cũng tin tưởng anh. Và muốn là anh là đưa cho em từng khoản một đấy nhá. Vâng. Hết thì anh lại đưa thêm. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ xem. Và lại đưa cho em sử thêm một chút nữa các bác. Để ngày mai sử đi ra chợ sẽ mua thêm một số đồ thực phẩm cho gia đình của mình. Ngày hôm nọ thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là của bà An Phạm là 500 đô các bác. Thì đi vào những hoàn cảnh nào thì cháu Lực cũng đã trao cho cái hoàn cảnh đó rồi. Và thêm là 200 đô thì là muốn để cho sử là mua nguyên thức ăn sinh hoạt trong một tháng ấy các bác. Đấy, thì em cảm thấy là trong thời gian này bà An Phạm luôn luôn gửi tiền cho em hàng tháng như vậy thì mình những bữa ăn của mình thì có cải thiện hơn không? Có ạ. Có thêm những cái miếng thịt để mà ăn nhỉ? Vâng. Đấy, có thêm thịt gà nữa để mà mình thịt. Vâng. Đấy. Đấy, hôm nay thì anh sẽ lại đưa cho em thêm là 1.430.000 nữa nhá. Vâng. Đấy, để em
À, hôm nọ thì anh cũng đã đưa cho em rồi đến và cái khoản 100 đô đấy. Và bây giờ anh đưa cho em cái khoản này thì sẽ còn thêm 100 đô nữa nhá. Vâng. Anh cũng nói cho em để cho em nắm rõ được, chứ không là em lại bảo là anh cầm tiền em mà không thấy đưa cho em đấy. Vâng. Đấy thì như vậy thì nó cũng rất là khó cho anh. Đấy, nếu mà trong thời gian qua mà anh không làm như vậy, anh không mà làm nó đàng hoàng thì bà An Phạm đã không tin tưởng anh để mà gửi tiền cho anh để đưa cho em rồi. Vâng. Đấy. Đây là 1 triệu nhá. Vâng. 1 2 3 4 400 này. Vâng. Đấy. 1 2 3 này. Vâng. Đấy, 430 ngàn đúng không? Đúng. Đếm rồi. Đủ chưa? Đúng rồi. Đấy, thế thì bây giờ anh còn cầm của em khoảng là 100 đô nhá. Vâng. Đấy. Bây giờ thì cũng đã đến nửa tháng đúng không? Vâng. Đấy, cái chỗ này thì sẽ lại dùng đến tầm đến ngày lại tầm hơn đến tầm ngày 20, ngày 25 gì đấy. Vâng. Đấy, rồi lúc nào hết thì anh sẽ lại đưa thêm cho em nhá. Vâng. Tại ở đây thì bà An Phạm dặn anh là như thế chứ không phải là tự ý anh quyết định đâu nhá. Vâng. Rồi còn anh như vừa rồi thì anh có nhìn được một thấy một cái tờ tiền như tờ tiền này này. Đấy. Cái tờ tiền như này thì nếu mà tờ to thì xài rất là khó nhá. Vâng. Đấy, còn vừa rồi thì cháu Lực cũng không có để ý cô bác. Đây thì chắc là rách làm đôi rồi này cô bác này. Đấy, rách làm đôi rồi nhưng mà người ta dùng cái băng dính vàng này để dán vào. Đấy, rất là may tờ này cũng là tờ nhỏ đấy mà phải tờ từ tầm mà tờ 500.000 Việt Nam thì khó là xài đấy. Vâng. Nếu mà như cái tờ này đấy thì là khó là xài đấy nhá. Vâng. Đấy, thí dụ mà anh mà đưa tiền cho thì cũng phải xem đàng hoàng nhá. Vâng. Đấy, không là anh đưa cho em tiền mà nó em không xài được thì đến lúc đấy em lại trách anh bảo là ô anh được đưa tiền cho không xài được. Đấy. Bây giờ thì anh cũng phải là ghi lại nữa thì anh mới nhớ được chứ không là mấy nữa anh cũng quên mất. Vâng. Phải ghi lại thêm thì mới nhớ được chứ. Những quyển sổ tay nhỏ này thì có những lần nào mà các bà gửi cho em những cái khoản nào mà để em mua thức ăn ấy thì anh sẽ gửi luôn cho các em. Vâng. Anh đưa cho Hải là 200.000 để Hải ăn sáng. Vâng. Đấy, bà có dặn anh như thế. Đấy, đưa cho Hải 200.000 ăn sáng nhá. Vâng. Đấy, chỗ này là để Hải ăn sáng nhá. Vâng. Đấy, những lúc mà mình dậy ở nhà đấy thì không có ăn cơm kịp ấy. Vâng. Thì mình đi ra trường mình mua xôi này đấy. Vâng. Nhưng mà tiền này là không có được dùng vào những cái thứ mà linh tinh đâu nhá. Vâng. Đấy, không phải là bây giờ cứ có tiền vào là các em đi mua những cái gì linh tinh, không có mua những cái thực phẩm để cho gia đình. Đấy, còn là cái chỗ này thì là mua thức ăn này, còn là cái chỗ này thì sẽ để em Hải là mua đi ăn sáng nhá. Vâng. Đấy, rồi cháu Lực cũng xin được cảm ơn bà An Phạm trong thời gian qua đã luôn luôn tin tưởng cháu Lực để cháu Lực nhận được số tiền của bà xong là chia cho các em từng khoản như này. Mỗi cái thước phim mà cháu Lực đưa tiền cho các em thì cháu Lực đều có ghi hình lại. Thí dụ như chỉ có trừ những trường hợp mà cháu Lực gặp em Sử ở đâu thì hỏi em bảo là hết tiền chưa thì em bảo là hết rồi, không có tiền để mua thức ăn thì cháu Lực sẽ đưa cho em khúc đấy luôn, thì khúc đấy thì cháu Lực sẽ không có ghi hình được cô bác nhá. Đấy. Sử thì trong thời gian qua anh đưa tiền như này thì có tin tưởng anh không? Có. Hay là sợ anh cầm của các em thêm nghìn nào không? Không sợ đâu. Không sợ đâu đúng không? Vâng. Đấy. Cứ có tiền là cứ có số tiền là như nào thì anh đều báo cho các em hết rồi. Vâng. Đấy, trước lúc mà anh nhận được và lúc mà anh đưa cho các em thì anh đã nói cho các em biết trước rồi. Vâng. Đấy, còn là cũng phải nói là một lần nữa xin các ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân thông cảm cho cháu Lực về cái vấn đề mà làm nhà của bao cháu của bác. Cháu Lực cũng muốn là làm nhanh nhanh cho bao cháu rồi để cho cháu Lực còn tiếp tục là đi chia sẻ những hoàn cảnh khác và đi giúp đỡ được những hoàn cảnh khác cô bác. Thì sau này thì nếu mà lúc mà anh làm nhà cho các em xong ấy, mọi cái nó dần ổn định rồi thì lâu lâu anh chỉ có lên thăm các em một lần thôi. Vâng. Hay lâu lâu anh lên thăm các em một lần xem là cái cuộc sống của các em khi mà làm nhà xong được các bác giúp đỡ như này thì sẽ thay đổi như thế nào đấy. Vâng. Đấy, mình thì bây giờ về cái khoản nhà thì cũng đã được các bác lo, còn là sau này làm nhà xong thì nếu mà dư ra thì mình sẽ làm thêm kinh tế. Vâng. Đấy. Thì em cũng đã có một cái công việc mà ở quê rồi. Vâng. Đấy, không phải đi làm thuê xa nữa. Vâng. Đấy, em gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm nhé. Vâng. Đấy, bà An Phạm là người mà luôn luôn mà hàng tháng đều là gửi tiền cho các em. Vâng. Quang cảm ơn bà An Phạm đã gửi tiền mua thức ăn cho ba ông cháu. Con chúc bà
thầy nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc ạ. Con cảm ơn bà An Phạm đã gửi tiền cho ba ông cháu để mua thức ăn. Con chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Còn là như Hải thì đi học thì cũng phải là mặc thêm áo ấm rồi nhá. Đấy, kể cả Sử cũng thế, ở nhà thì cũng phải là mặc thêm áo ấm. Áo quần thì bây giờ hiện tại là mình cũng đã có đủ mặc rồi đúng không? Vâng. Đấy, mình có đủ mặc, có rất là nhiều quần áo rồi. Mình không phải là ngại về cái vấn đề này nữa. Mới thì cũng mua cho và thêm những cái quần áo của các bác gửi cho các em thì cũng có rất là nhiều đúng không? Vâng. Thế bây giờ thì hai anh em mình đi phụ ông một chút nhá. Vâng. Đấy, cất tiền đi nhá. Vâng. Còn là về cái khoản này thì ông cũng đã biết là hàng tháng là nó được đều đưa cho các em rồi, cô bác ạ. Bây giờ hai anh em mình đi phụ ông một chút đi nhá. Vâng. Còn Hải thì bây giờ chắc nấu cơm rồi chứ Hải? Bây giờ nấu cơm nhá. Bây giờ chị nhìn nấu à. Đấy, còn về cái khoản tiền mà như nào ấy thì cháu Lực sẽ đều nói cho ông biết thêm với cô bác. Thế bây giờ thì ông cũng đã bổ xong là một thanh rồi. Bà này là ông tốt tới bây giờ nè. Ông bà phán nét nè. Ông bây bà, ông bây bà. Ông bây bà, làm thác rồi đấy. Đập cái kia ra. À, lấy cái này ra nó đúng không Sử? Đúng ạ. Đấy, Sử thì cũng biết này cô bác. Đấy, ông nọ thì cũng được là chị Thúy Nguyệt ở bên Mỹ có gửi cho cháu Lực là một cái khoản cháu Lực mua dao cho các em. Cái dao thì cháu Lực mua ở bên kênh YouTube Tama TV các bác. Đấy, cháu Lực chị có bảo với cháu Lực rằng là mua ở bên đấy tốt hơn thì cháu Lực đã mua ở bên đấy rồi. Không biết đến bên này mà nè. Thôi ạ. À. À, có vẻ là cháu Lực chưa có biết làm cho lắm các bác. Ông thì rất là dặn kinh nghiệm rồi. Tôi cứ để đây này, thằng nó dê nổ kìa. Thằng khâu là nổ. Ông bảo làm như này thì mai nắng lên thì mới được phơi các bác. Sử cũng biết làm à? Biết ạ. Biết à? Vâng. Cô bác, có những công việc thì cháu Lực còn chưa biết làm đâu, nhưng mà em Sử biết là rất là nhiều. Hải thì còn nhỏ quá thì chưa có làm được đâu. Công việc này thì cầm dao này Hải cũng chưa có làm được cô bác. Nhưng mà những cái công việc khác thì Hải đều là biết làm hết rồi cô bác. Cũng là một cậu bé mà phải nói là rất là chăm chỉ khi ở nhà đấy cô bác. Hầu như là cái chỗ này cô bác thì là cháu Lực thường hay gọi là võ đài cùng các em để ngồi cô bác. Có những trận cháu Lực đã cùng em Sử là ngồi đây để hai anh em vượt tay với nhau ấy. Bây giờ thì cái võ đài đấy lâu năm quá đã bị hỏng cô bác. Bây giờ thì phải cải tạo lại thì mới thành cái võ đài được. Còn ở bên này thì cũng phải cải tạo lại nữa cô bác. Cái này thì cũng đã mưa, người ta bảo là mưa dầm thấm lâu các bác. Thế thành ra nó bây giờ nó bị hỏng hết rồi, phải làm lại hết hoàn toàn. Phải dùng đá để như này thì nó mới... Ui. À, thế là được rồi đúng không? Này bây giờ là mình phải bập cái này kia đi đúng không? Đâu. Dẹp vào tôi hỏi bé á. Má là tao ba. Má này.
thống bộ, thống bộ, thống bộ chỗ nào nào. Bộ chỗ nào nào. Hey, nặng phết đấy chứ. Một mình ông tự vác ạ. Tí ra thì hỏng người. Ôi, cái này không được rồi, sứ ơi, bỏ đi. Cái này không được rồi. Có những thanh thì có vẻ là nó bị hơi bị mọt một chút đấy các bác. Nhưng mà rất là may còn chưa không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Đây là Zeno đấy à? Vài thanh nữa thì cũng được cái vó đài rồi các bác. Bây giờ thì cũng chắc chắn rồi các bác, vừa rồi thì có một thanh thì nó đã bị mọt sắn rồi. Cháu được thử qua rồi. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã thử qua rồi, rất là chắc chắn rồi các bác. Đây, ông thì bây giờ đang rút cái thanh mà vừa rồi nó bị gãy các bác. Bây giờ thì đợi nó sửa làm cái tấm kia nữa thì chắc là cũng gần xong rồi. Đấy, mai thì ba ông cháu nắng lên phơi thóc ở đây thì cũng đủ rồi bác. Có làm tít dùng cái kia không Sử? Có à? Ừ. Đây đây anh. Đẩy đẩy vào đi. Đây rồi. Vậy bây giờ thì ba ông cháu cũng chỉ làm đến đây thôi các bác. Và chắc là có khi là cháu Lực cũng sẽ di chuyển đi về thôi các bác ạ. Ở chỗ này thì có vẻ là bây giờ hơi bờ bộn một chút các bác. Và cái thước phim hôm nay thì cháu Lực lên và ghi hình lại cho tất cả các khán giả trên kênh bản em là cũng biết là cái đoạn đường hiện tại thì chưa có thể lấy được vật liệu vào được, thì rất là mong các ông bà sẽ thông cảm cho cháu Lực về cái khoản này một chút cô bác nhá. Thế còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác anh chị, chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.